cũng bảo được rồi này. Vậy sát đề thì anh em nhìn tướng tá làm sao? To chim. Đây clip số 100 nhá. Vừa gù xong đấy các bác. Con này gọi là clip lồng con rồng gốc tre. Clip số 100. Tướng tá đây. Đó. Con này cũng là chim rừng. Con này tố chất rất là mồi luôn. Sau clip số 99 là clip số 100. Tôi mà đăng lên là thường sau vài tiếng là có đơn chốt, bởi vì những lượng người quan tâm rất là nhiều. Anh em nào muốn tìm một chú chim theo đúng phong cách như trên, alo 01 63 53 05 982. Giá cả thương lượng qua điện thoại anh em nhé.